Xin trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ khoa học bác sĩ Dương Quý Sĩ đã có những lời chia sẻ khai mạc. Thì tôi xin bắt đầu chương trình. Kính mời thầy giáo sư tiến sĩ khoa học bác sĩ Dương Quý Sĩ mở đầu bằng bài cập nhật và chẩn đoán điều trị mất ngủ. Trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp, như vậy một cái vấn đề quan trọng nhất trong cái tiếp cận người bệnh bị mất ngủ đó là vấn đề về cập nhật chẩn đoán và điều trị mất ngủ. Thì so với các lĩnh vực chuyên ngành khác thì mất ngủ thì chúng ta thấy cái việc mà chẩn đoán điều trị thì các cái khuyến cáo thường cũng không có được cập nhật thường xuyên, vì cái vấn đề điều trị chúng ta thấy cũng ít có thay đổi. Tuy nhiên trong bài báo cáo sáng hôm nay chúng tôi cố gắng đưa đến những cái thông tin mà mang tính cập nhật nhất cho quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp và quý vị đại biểu. Thì phần trình bày của chúng tôi gồm có 5 phần: tổng quan các yếu tố nguy cơ chẩn đoán mất ngủ, điều trị mất ngủ. Thứ nhất, chúng ta biết mất ngủ là ở người trưởng thành là một thang phiền chủ yếu thường gặp. Khoảng 10% dân số bị mất ngủ mãn tính và 35% thì bị mất ngủ từng đợt hay thoáng qua. Đặc biệt là phụ nữ lại thường bị mất ngủ hơn nam giới. Khác với ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ thì nam giới bị nhiều hơn nữ giới. Do vậy đây cũng là một cái thiệt thòi cho giới nữ. Do vậy giới cũng là một yếu tố nguy cơ. Mất ngủ là bệnh lý gia tăng theo tuổi từ trẻ vị thành niên. Như trong phần giới thiệu chúng tôi nói, trong phần trình bày của thạc sĩ Hải Ngọc Phân thì sẽ có cái đề cập đến mất ngủ ở vị thành niên, trẻ vị thành niên. Và việc chẩn đoán thì như vậy chúng ta thấy hoàn toàn dựa vào lâm sàng cho trẻ vị thành niên hoặc ở kể cả người cao tuổi. Ở người lớn tuổi thì tần suất cao hơn. Đây là một trong những cái nội dung chúng tôi muốn dẫn nhập trong cái phần điều trị. Thì thạc sĩ Lê Nguyễn Thụy Phương sẽ nói về điều trị mất ngủ ở người lớn tuổi. Chúng ta thấy có những cái lưu ý và có những cái khác biệt so với người trưởng thành. Và đặc biệt khó duy trì giấc ngủ là cái triệu chứng thường gặp nhất, rồi sau đó là khó đi vào cái giấc ngủ, khó khởi phát giấc ngủ khó, hay là tìm thời giấc ngủ kéo dài. Và nhất là cái bệnh này cái tần suất lại tăng theo tuổi, do vậy chúng ta thấy cộng dồn lên thì cái tần suất rất là cao ở người trên 50 tuổi. Và trong đó thì chúng ta lưu ý tới các bệnh động mắt, trầm cảm. Ở đây thì chúng ta có các chuyên gia về tâm thần kinh cũng rất lưu ý về vấn đề này. Trầm cảm có thể gây mất ngủ, có thể gây ngưng thở khi ngủ, đau mãn tính. Đây là cái chuyên đề mà chuyên gia tâm lý và Quách Thiện Nhân sẽ báo cáo trong bài cuối cùng. Rồi một số bệnh lý khác, ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính do thuốc, vân vân. Ở đây thì trên cái slide này để giới thiệu một tí về cái biểu đồ hay là miên đồ hay là cái biểu đồ giấc ngủ của người. Ở đây chúng ta thấy ở người trẻ thì có 5 đến 6 chu kỳ rất là đều đặn, thời gian mà giấc ngủ đông ít hơn, thức giấc ít hơn so với người lớn tuổi. Thì đây cũng là một cái cơ sở trong cái vấn đề điều trị mất ngủ ở người cao tuổi mà thạc sĩ Nguyễn Thụy Phương, Lê Nguyễn Thụy Phương sẽ lưu ý với chúng ta. Chúng ta thấy thức giấc rất là thường xuyên, do vậy cái vấn đề tiếp cận điều trị nó khác với người trưởng thành khác. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không quên được do tuổi thì như vậy có phần thoái hóa võng mạc, có phần thoái hóa nhăn chéo ô thị trên, và do vậy nó không cảm nhận được cái sự điều tiết ánh sáng để tiết ra melatonin, và đây cũng là một trong những cái liệu pháp điều trị ở người cao tuổi. Yếu tố nguy cơ như đã trình bày trong cái slide trước, phụ nữ, điều rủi thay phụ nữ lại là một cái yếu tố nguy cơ của mất ngủ, đặc biệt là trên 45 tuổi, ly hôn, quá phụ. Do vậy chúng ta cũng khi mà hỏi bệnh thì chúng ta lưu ý những cái vấn đề này, và tâm lý liệu pháp rất là quan trọng đối với phụ nữ bị mất ngủ. Rồi những cái yếu tố khác, học vấn, thuốc lá, bia rượu, ít vận động thể lực, rồi các bệnh đầu mắt, đặc biệt là đau. Đau là cái đau do mọi nguyên nhân, đau do bệnh, đau mãn tính, cơ xương khớp, đau do bệnh lý dạ dày, viêm loét dạ dày, rồi đau do các cái bệnh lý, ví dụ như chúng ta kể cả áp tính, rồi sử dụng thuốc, di truyền. Thì trong cái phần bài tiếp theo, tiến sĩ Trần Đức Sĩ sẽ nói về cái phần di truyền gen giấc ngủ ngắn. Chúng tôi đưa ra một cái trường hợp rất là thú vị. Thì đây là cái hình ảnh ở Viện Bảo tàng quân đội của Pháp ở Paris.
năm cuối năm vừa rồi thì chúng tôi về thăm nhà, thì cũng đã đi, đi tham quan. Ở đây thì có lăng mộ của Napoleon. Thì người ta thấy Napoleon có cái gen ngủ ngắn, ông ta chỉ ngủ có 3 tiếng mỗi đêm. Tuy nhiên đây là được xếp loại là một trong những người đứng đầu trong 10 chiến lược gia nhà quân sự và là tướng lĩnh hàng đầu của cho đến nay là của thế giới. Và một cái điều đi thăm viện bảo tàng chiến tranh thì có lăng mộ Napoleon, đó là chuyện bình thường, rất là bình thường. Nhưng mà cái điều mà chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên và ngạc nhiên thú vị là trong bảo tàng này có một cái khu, có một cái bức tranh áp phích với cái hình ảnh của Bác Hồ trong cái thời mà chúng ta chiến tranh trước đây, không có gì quý hơn độc lập tự do. Vì chúng ta thấy bảo tàng chiến tranh của Pháp, tuy nhiên hình ảnh của Bác và cái cuộc chiến của Việt Nam vẫn được tôn vinh. Và trong chiến tranh thì chúng ta lúc nào cũng có người thắng, người thua. Và do vậy thì đối với trong bệnh lý mất ngủ như vậy, chúng ta có bệnh nhân thì chúng ta cũng có các bác sĩ chuyên điều trị về bệnh mất ngủ. Về chẩn đoán thì như vậy chúng ta thấy các rối loạn giấc ngủ không chỉ đơn thuần là mất ngủ, và các rối loạn giấc ngủ khác nhau chúng ta thấy theo cái phân loại này. Đây là một cái bài cũng rất là mới, những rối loạn về vận động, ví dụ hội chứng chứng không yên, rối loạn về chu kỳ ngày đêm, nhịp sinh học. Rồi chúng ta thấy có những cái trường hợp mà rối loạn giấc ngủ, ví dụ như ngủ chứng ngủ ngủ rũ hay ngủ liệm, narcolepsy, rồi rối loạn thở khi ngủ, những hội chứng cận giấc ngủ. Thì tất cả những cái rối loạn giấc ngủ này đều có cái phân loại theo ICD. Thì diễn tiến qua từng năm như vậy, chúng ta thấy từ thập niên 90 cho đến nay thì chúng ta thấy cái ICD mà mới nhất chúng ta thấy ICD 11 là như vậy, chúng ta thấy là trong khoảng 2014. Bên cạnh đó chúng ta có ICSD 3, DSM 5, như vậy DSM 5 thì là vào 2013. Chẩn đoán như vậy hiện nay mất ngủ chẩn đoán dựa trên thứ nhất là DSM 5 2013 và ICSD 3 2014. Tuy nhiên hai phân loại chẩn đoán này tương đồng với nhau về các cái yếu tố chẩn đoán. Ví dụ trong DSM-5 thì chúng ta thấy tập trung mất ngủ, đó là những cái khó đi vào giấc ngủ, khó duy trì giấc ngủ và thức giấc buổi sớm và không có khả năng quay trở lại giấc ngủ. Và đặc biệt, và cái mất ngủ thì nó thường phải phối hợp với những triệu chứng rối loạn chức năng về ban ngày. Ví dụ như chúng ta thấy là về cái thời gian phải xuất hiện 3 đêm trong một tuần, và tối thiểu nếu mà mãn tính là phải trên 3 tháng, và không giải thích được do các cái nguyên nhân khác kèm những cái ảnh hưởng về các cái hoạt động tâm sinh lý và ban ngày. Và như vậy thì tôi tập trung vào cái tiêu chuẩn ICSD-3 để nhắc lại cho quý thầy cô các anh chị đồng nghiệp. Như vậy triệu chứng về ban đêm khó khởi phát và duy trì giấc ngủ, thức dậy sớm vào buổi sáng, khó đi ngủ trở lại, khó ngủ mặc dù đủ cơ hội và điều kiện để ngủ, tức là phòng óc điều kiện tốt, yên tĩnh, mát mẻ nhưng ta không ngủ được. Đặc biệt chúng ta phải lưu ý triệu chứng ban ngày: mệt mỏi, mất tập trung, suy giảm trí nhớ, nhận suy giảm về nhận thức, rối loạn khí sắc, giảm hiệu quả công việc. Một cái điều chúng ta cần lưu ý đối với người mất ngủ thì cái triệu chứng buồn ngủ ban ngày rất là ít. Nếu người mất ngủ có buồn ngủ ban ngày thì chúng ta lưu ý có một cái bệnh đồng mắt gọi là COMISA. Đây là một cái chuyên đề mà khi giảng dạy về y học giấc ngủ cho các bác sĩ chúng tôi rất là thích thú. Đó, COMISA viết tắt của Comorbid Insomnia and Obstructive Sleep Apnea, tức là đau mắt, ngưng thở khi ngủ và mất ngủ. Chúng ta thấy một cái điều rất là nghịch lý: mất ngủ nhưng mà khi đi vào giấc ngủ thì lại ngưng thở, và có cái cơ chế, đây là cơ chế về phi giải phẫu học, cơ chế rất là hay. Thì chúng tôi đã có các cái, có cái bài chuyên đề thì các thầy cô các anh chị các bạn có thể tìm hiểu thêm. Về phân loại mất ngủ theo ICSD-3 thì chúng ta thấy mất ngủ ngắn hạn, như vậy dưới 3 tháng. Có một yếu tố, chắc chắn có một yếu tố, ví dụ COVID. Chúng ta thấy 11% có rối loạn giấc ngủ mất ngủ do COVID, 8% ngủ ngáy ngưng thở khi ngủ hậu COVID. Và như vậy hậu COVID có mất ngủ, nếu mà dưới 3 tháng thì chúng ta là ngắn hạn, ở COVID kéo dài. Nếu trên 3 tháng, coi như là mất ngủ mãn tính. Rồi mất ngủ mãn tính thì như vậy chúng ta thấy chỉ cần 3 lần trong tuần chứ không phải tối nào chúng ta cũng mất ngủ, và trên 3 tháng, và các cái mất ngủ khác
Ví dụ tôi nói mất ngủ do hội chứng trung ân không yên, mất ngủ do ví dụ dùng các cái thuốc gây ảnh hưởng tới giấc ngủ, hoặc là mất ngủ do ngủ ngáy ngưng thở khi ngủ, thậm chí ngủ ngáy ngưng thở khi ngủ gây ra mất ngủ của vợ hoặc chồng ngủ cùng. Chúng ta lưu ý tới cái vấn đề này. Do vậy điều trị ngủ ngáy ngưng thở khi ngủ, ta đã chứng minh cải thiện chất lượng sống của người bạn đời ngủ cùng với người bệnh nhân. Cái phân loại tiếp theo 2014 của AASM là của Viện Y học Giấc ngủ của Mỹ, thì chúng ta thấy bắt buộc chúng ta phải có các cái tiêu chuẩn. Rối loạn giấc ngủ là cái triệu chứng cái chip comment của người bệnh, đó là triệu chứng than phiền chính, rồi kết hợp với các cái hậu quả của mất ngủ, rồi về tần suất, thời gian, rồi có cái cơ hội để ngủ không ngủ được và liên quan tới các cái điều kiện khác. Thì trong mỗi phần thì AASM cũng ghi rất là rõ, ví dụ như người ta bệnh than phiền về mất ngủ, chúng ta phải khó, ví dụ như là khó đi vào giấc ngủ, tìm thời giấc ngủ kéo dài, hoặc là khi mà thức giấc thì không chờ ngủ trở lại được. Rồi các cái điều kiện kết hợp ví dụ mệt mỏi rất hay, đây là cũng như là các cái biểu hiện triệu chứng và di chứng của mất ngủ, như là mệt mỏi, rồi đôi khi có buồn ngủ ban ngày, trong một số trường hợp thay đổi về tính khí và về cái tần suất, về cái thời gian, chúng ta lưu ý và tham khảo thêm trên AASM 2014. Đặc biệt 2017 trong cái phần khuyến cáo điều trị AASM có một guideline về điều trị về mất ngủ ở người trưởng thành. Trong 2016 thì đây là cái khuyến cáo của các bác sĩ, đây là các bác sĩ và y học gia đình, y học cơ sở của Anh. Thì về cái tiêu chuẩn chẩn đoán thì họ cũng dựa trên ICSD-3 và DSC-5. Đặc biệt thì họ lưu ý tới cái vấn đề các cái công cụ để mà đo. Ở đây chúng ta thấy đo và đánh giá dựa vào cái thời tim thời giấc ngủ trên 30 phút. Và do vậy chúng ta thấy muốn đánh giá được tim thời giấc ngủ chính xác thì chúng ta phải đo đạt kỹ giấc ngủ. Hoặc là cái triệu chứng là khi mà thức giấc sau khi mà đi vào giấc ngủ, thức giấc trở lại mà thức giấc kéo dài trên 30 phút. Rồi TST, Total Sleep Time, tức là cái tổng thời gian ngủ, như vậy nó dưới 6 tiếng hoặc trên 9 tiếng đồng hồ là chúng ta thấy cũng là những cái bất thường. Hoặc là hiệu quả của giấc ngủ, Sleep Efficiency dưới 85%. Thì Sleep Efficiency sẽ được tính bằng TST trên TB. TB đó là thời gian giấc ngủ và chia cho thời gian nằm trên giường. Nếu dưới 85%, giấc ngủ chất lượng kém. Và đặc biệt trong cái khuyến cáo này có một cái điều chúng tôi thấy rất là hay, chúng ta có thể vận dụng được là đánh giá cái mức độ nặng của cái tình trạng mất ngủ, và dựa vào các cái thang điểm, nếu như vậy 22 tới 28 thì chúng ta thấy mất ngủ nặng, từ 15 tới 21 thì mất ngủ mức độ trung bình, và thấp hơn thì chúng mức độ mất ngủ thấp hơn, từ 0 tới 7 thì không, chúng ta có thể loại trừ cái vấn đề mất ngủ dựa vào chúng ta thấy những cái triệu chứng giống như ICSD-3 và DSC-5 đã đưa ra về cái khó đi vào giấc ngủ, thức giấc thường xuyên, rồi một số các cái ảnh hưởng ban ngày. Và trong năm 2017 thì chúng ta cũng có một cái cập nhật về chẩn đoán và điều trị mất ngủ được đăng trên của Hội Châu Âu. Như vậy trong cái khuyến cáo này thì cái điều mà chúng tôi lưu ý ngoài những cái định nghĩa những cái vấn đề điều trị, đó là một số các cái bệnh đồng mắc về tâm thần, ở đây một bệnh nội khoa, bệnh thần kinh và một số các cái chất có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Và như vậy chúng ta thấy các bác sĩ tâm thần rất là quan tâm vấn đề này. Tuy nhiên chúng ta thấy đôi khi các bác sĩ thần kinh, các bác sĩ chuyên khoa khác thì chúng ta ít đánh giá về cái vấn đề tâm thần đi kèm ở bệnh nhân mất ngủ. Các bệnh nội khoa chúng ta thấy ví dụ như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tiểu đường, bệnh thận, rồi một số bệnh ví dụ như ở đây chúng ta thấy những cái bệnh mà nó gây suy giảm miễn dịch HIV, rồi bệnh ác tính, bệnh khớp, vân vân. Và như vậy chúng ta thấy là ít được quan tâm. Các bác sĩ chúng ta chỉ điều trị các cái bệnh chuyên khoa và chưa đánh giá, do vậy chúng ta nói là chưa điều trị toàn diện, thiếu vấn đề về giấc ngủ, các bệnh lý về thần kinh chúng ta cũng lưu ý. Và đặc biệt phải loại trừ những cái thuốc mà gây rối loạn giấc ngủ. Và cái khuyến cáo của châu Âu 2017 thì đặc biệt trong năm 2021 thì được Hội Giấc ngủ Thế giới WSS
World Sleep Society lấy cái khuyến cáo này cập nhật lại và để và được công bố trên tạp chí Sleep Medicine. Và như vậy thì chúng ta thấy đây cũng là cái khuyến cáo mặc dù 2017 nhưng mà được thay đổi, cải biên một tí và chuyển thành cái khuyến cáo về chẩn đoán và điều trị mất ngủ 2021. Và trong cái khuyến cáo này thì chúng ta lưu ý tới một cái điều, đó là cái Lugo, một cái Lugo về vấn đề từ chẩn đoán và cho đến cái điều trị, thì chúng ta thấy nhất là cái vấn đề lâm sàng rất là quan trọng. Chẩn đoán mất ngủ dựa vào lâm sàng, không ai chẩn đoán giấc ngủ đầu tiên một cách tiếp cận là đa ký giấc ngủ hết. Và do vậy chúng ta thấy lâm sàng nếu có thì như vậy chúng ta hỏi loại trừ những cái nguyên nhân khác, rối loạn về nhịp sinh học, chu kỳ giấc ngủ, ngày chu kỳ ngày đêm hay là jet lag. Ví dụ chúng ta một cái người đi từ Tây Bán Cầu đến chúng với chúng ta tới khám vì mất ngủ và chúng ta chẩn đoán là mất ngủ được là tại vì người ta bị coi như rối loạn về nhịp sinh học. Và như vậy phải loại trừ những cái thuốc khác để ảnh hưởng tới giấc ngủ. Chúng ta thấy các bệnh nhân chúng ta đôi khi lạm dụng rất là nhiều thuốc, có những thuốc uống vào ban đêm. Do vậy, trong ví dụ trong bệnh tim mạch, tại sao ta nghiên cứu trên 100.000 người ta thấy uống thuốc huyết áp, hạ áp thì buổi tối rất là tốt, là tránh được những cái cơn tăng huyết áp về đêm. Tuy nhiên chúng ta thấy nếu mà chúng ta tập trung điều trị ban đêm, một số thuốc, những cái thuốc mà nó tan trong mỡ qua được hàng rào mạch máu não, nó sẽ có thể gây ra rối loạn giấc ngủ. Và số cùng thì chúng ta lưu ý tới các bệnh động mạch, khi loại trừ hết những cái vấn đề này rồi thì lúc đó chúng ta mới điều trị. Trong cái phần điều trị thì chúng tôi chỉ liệt kê là chủ yếu cái phần mà điều trị thuốc, cụ thể thì do thạc sĩ Đoàn Trúc Quỳnh sẽ trình bày rất là chi tiết. Đây cũng là một chuyên gia về dược lý học của thuốc điều trị mất ngủ. Đối với các bệnh động mạch thì như vậy chúng ta lưu ý tim mạch, hô hấp, nội tiết, tiêu hóa, thần kinh, đau mãn tính. Thì trong cái bài trình chương trình và cái phiên thứ hai của chúng ta trong buổi sáng hôm nay thì có một cái bài về đau mãn tính trong cái mất ngủ do chuyên gia tâm lý Quách Thiện Nhân sẽ trình bày. Và như vậy các bệnh tiết niệu, một số các bệnh rối loạn giấc ngủ khác cũng gây mất ngủ, ví dụ như hội chứng chân không yên, rối loạn hành vi giấc ngủ REM, hoặc là chúng ta hội chứng cận giấc ngủ, đau đầu, đầu nổ tung trong khi ngủ, ăn trong khi ngủ và một cái rối loạn hành vi khác. Về các bệnh tâm thần thì ở đây chúng ta có chuyên gia tâm thần của thạc sĩ Em Nguyễn Thủy Phương cũng đã là nghiên cứu và cũng đã điều trị rất nhiều bệnh nhân rối loạn giấc ngủ và bệnh nhân tâm thần. Các thuốc liên quan mất ngủ thì chúng ta nhớ các cái thuốc điều trị tâm thần, nhất là các thuốc hướng thần, rồi các thuốc tim mạch. Chúng ta thấy ức chế men chuyển, nếu mà chúng ta dùng ức chế men chuyển lợi tiểu buổi tối để hạ huyết áp tối ưu thì chúng ta thấy tránh cái trục huyết áp, chúng ta thấy có thể gây mất ngủ. Và các thuốc hô hấp thì những cái thuốc hô hấp thì uống thì hiện nay không sử dụng. Các thuốc thần kinh như những cái thuốc chống Parkinson, thuốc tiêu hóa, ở đây chúng ta thấy một số thuốc ức chế H2 hiện nay thì rất ít khi dùng. Tuy nhiên nếu mà dùng chúng ta thấy trong một số trường hợp cũng gây mất ngủ. Các thuốc giảm đau và đặc biệt các thuốc kích thích, cà phê, rượu, các corticoid. Trong cái lâm sàng thì chúng ta lưu ý ở đây chúng tôi chỉ nhắc lại tôi trong cái phần hai cái slide về người lớn tuổi để chúng ta lưu ý trong cái phần mà điều trị của thạc sĩ Lê Nguyễn Thị Phương sau này, đó là chúng ta nhớ là người lớn tuổi cái giấc ngủ sâu giảm ngắn hơn, đặc biệt giấc ngủ REM cũng giảm hơn và do vậy số lần vi thức giấc nó nhiều hơn, giấc ngủ là lệch pha. Do vậy cái vấn đề tiếp cận điều trị theo sinh lý là chúng ta thấy là nó khác biệt với người trưởng thành. Và cũng lưu ý những cái than phiền mất ngủ ở người lớn tuổi, thức giấc nửa đêm, ngủ chập chờn, thức giấc buổi sớm buổi sáng, nó khác với cái kiểu hình mà rối loạn giấc ngủ ở người trẻ. Ví dụ như chúng ta nói là chim sơn ca, early morning bird, hoặc là chúng ta thấy là cú đêm thì thường dành cho người trẻ. Đối với người trẻ thì cái kiểu hình giấc ngủ của ta nó là một cái đặc điểm riêng. Về chẩn đoán thì chúng ta nhớ công cụ chẩn đoán mất ngủ, hỏi bệnh sử, nhật ký giấc ngủ rất là quan trọng. Các thang điểm lâm sàng, về cái thang điểm như tôi giới thiệu về cái mức độ nặng trầm trọng của giấc ngủ, rồi thang điểm Bisburs, actigraphy là một cái mới trong cái kỹ thuật và theo dõi cái giấc ngủ hiện nay cũng đã được triển khai ứng dụng đa ký giấc ngủ, thì chúng ta thấy phát hiện các rối loạn
các ngủ khác, ví dụ comisa là đầu mắt, ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ và mất ngủ. Nhật ký đây là một cái biểu đồ nhật ký giấc ngủ. Đa ký giấc ngủ chúng ta thấy đây là đa ký giấc ngủ toàn bộ, có cả miên đồ, có sóng điện não. Đây là cái đa ký hô hấp có lòng, có tích hợp actigraphy, do vậy vẫn đánh giá được cái chất lượng giấc ngủ, các thời gian ngủ rất là tốt. Chúng tôi đã làm nghiên cứu so sánh hai máy này trong cùng một người trong một đêm thì chúng tôi thấy cái độ đồng thuận rất là cao. Đây là hình ảnh các bác sĩ của các lớp đo đa ký, bác sĩ Hùng Đồng Tháp, bác tiến sĩ Dân, tổng thư ký của Liên Chi Hội Miễn Dịch Dị Ứng Y Học Giấc Ngủ Việt Nam. Đây thì có tiến sĩ Nguyễn Quang Thái, tốt nghiệp ở tiến sĩ ở một cái trường đại học rất nổi tiếng về y học giấc ngủ đó ở Grenoble, và cái đề tài đó là đánh giá những cái rối loạn giấc ngủ ở trẻ tự kỷ ở người trưởng thành bị đau, trong đó có ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ. Tuy nhiên, để thực hành kỹ thuật đo đa ký giấc ngủ, thậm chí chẩn đoán điều trị ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ cũng phải theo học các cái lớp có cái chứng chỉ ở mảng ngành của Hội Y học Giấc Ngủ Việt Nam. Và như vậy thì chúng tôi sẽ đi nhanh về cái phần sau vì cái thời gian cũng sắp hết. Chúng ta lưu ý đo đa ký giấc ngủ, phát hiện cái đồng mắt, mất ngủ và OSA hay là ngưng thở tắc nghẽn khi ngủ, vì 1/3 trường hợp thì có cái đồng mắt của cả hai bên. Đây là cái lưu đồ chúng tôi xây dựng để mà chẩn đoán mất ngủ, thì cũng dựa trên các cái khuyến cáo chung, và như vậy chúng ta cũng đánh giá ban đầu, điều trị không dùng thuốc, sau đó tầm soát triệu chứng rối loạn tâm thần nhé, rồi có khám chuyên khoa tâm thần, chuyên khoa y học giấc ngủ phối hợp. Về điều trị ở đây chúng tôi chỉ lướt qua thôi, thì cái phần điều trị sẽ được trình bày kỹ trong cái phần thuốc của thạc sĩ Lê Nguyễn Thùy Phương. Nhưng mà chúng ta có cái khuyến cáo về cái điều trị của mất ngủ, điều trị mất ngủ ở người trưởng thành 2019 của Viện Y học Giấc ngủ của Mỹ. Và trong cái khuyến cáo này thì tất cả các cái thuốc được đánh giá trên cái các bộ câu hỏi PICO là chúng ta thấy rất là đầy đủ, dựa vào cái thời gian giấc ngủ toàn phần, tìm thời giấc ngủ, thức giấc sau khi ngủ, và coi như là chất lượng giấc ngủ. Và đặc biệt tất cả tôi phân tích coi như là các cái hiệu quả trên cái thời gian tìm thời từng loại thuốc một, kể cả tính ra từ bao nhiêu phút, chúng ta thấy từ 5 cho tới 14 phút, và cũng như là thời gian giấc ngủ toàn bộ. Chúng ta thấy cái khuyến cáo các thuốc được đánh giá rất là cẩn thận. Về điều trị chúng tôi nói chung nhanh thôi, không dùng thuốc nhé, thì chúng ta có vệ sinh giấc ngủ, liệu pháp nhận thức hành vi. Như vậy tiến sĩ thạc sĩ Bùi Diễm Khuê sẽ nhấn mạnh về vấn đề này, về việc điều trị dùng thuốc. Như vậy thì chúng ta thấy đây, chúng ta lưu ý có thuốc thảo dược, như vậy có cái điều trị về y học cổ truyền. Tiếp theo thạc sĩ Nguyễn Văn Đạt sẽ nói về cái y học cổ truyền trong điều trị mất ngủ. Vệ sinh giấc ngủ thì chúng ta biết rồi, tránh những yếu tố gây rối loạn giấc ngủ, tránh ánh sáng, đặc biệt ánh sáng xanh, rồi liệu pháp nhận thức hành vi CBT rất là quan trọng. Đây là cái lựa chọn đầu tiên trong cái điều trị mất ngủ sau khi vệ sinh giấc ngủ. Rồi bên cạnh đó, một số người không thích dùng thuốc thì có thiền trị liệu, yoga, liệu pháp, âm nhạc trị liệu. Đặc biệt trong thời gian vừa rồi thì trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng cũng sản xuất ra cái trà chanh dây. Đây, chanh dây là sản phẩm của địa phương. Chúng tôi đã sản xuất ra trà chanh dây có tác dụng cải thiện giấc ngủ, đã được nghiên cứu các cái hoạt chất, cái thành phần có các flavonoid giúp cải thiện giấc ngủ. Đây là hình ảnh chúng tôi có cái xưởng sản xuất đây để mà sử dụng, xây dựng các quy trình cho sinh viên học tập kiến tập. Đây là cái đây chúng ta 30 giây xem thôi. Chúng tôi là ngoài cái kỹ năng làm khẩu trang kháng khuẩn còn có cả kỹ năng làm trà. Do vậy đây là nghề tay trái, không bao giờ sợ thất nghiệp. Đây là các hộp trà chanh dây. Về thuốc thì như vậy chúng ta thấy lưu ý các tác dụng phụ của thuốc, các nhóm thuốc an thần. Như vậy chúng ta có benzodiazepine, rồi chúng ta có không nhóm không phải benzodiazepine, những cái thuốc mới hay thuốc nhóm Z,
thì chúng ta thấy những cái thuốc này rất là tốt, nó không có phụ thuộc thuốc, và khi ngưng thuốc thì chúng ta thấy không có hiện tượng là rebound. Tuy nhiên ở người lớn tuổi chúng ta phải lưu ý thuốc chống trầm cảm, chúng ta có các nhóm thuốc trazodone, docepin, mirtazapine và vân vân, các thuốc khác thì chúng ta thấy vì theo cái sự lựa chọn là chúng ta có nhóm melatonin kháng orexin, đặc biệt chúng ta sẽ nghe về cái thuốc y học cổ truyền. Và như vậy chúng ta thấy mất ngủ là rất là thường gặp ở mọi lứa tuổi, đặc biệt ở người trưởng thành và người lớn tuổi. Việc hỏi bệnh sử thăm khám một cách tỉ mỉ rất là cần thiết, đo đạc cái giấc ngủ trong trường hợp nghi ngờ có các cái bệnh đồng mắt khác, triệu chứng chân không yên, có hội chứng ví dụ như là chúng ta thấy có ngủ ngáy ngừng thở khi ngủ, và liệu pháp nhận thức hành vi là lựa chọn hàng đầu. Đối với Việt Nam chúng ta lưu ý điều trị y học cổ truyền trong mất ngủ là một trong những cái cách tiếp cận chúng tôi thấy rất là tốt. Bài trình bày của tôi đến đây là hết. Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, quý anh chị đồng nghiệp. Trân trọng cảm ơn bài trình bày của thầy giáo sư tiến sĩ khoa học bác sĩ Dương Quý Sĩ.